Cá thác lát, cụ thể hơn là cá thác lát Cườm, từ lâu đã được xem là đặc sản nước ngọt của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thế nhưng gần 15 năm trước, con cá thác lát Cườm thực sự đã trở thành chuyện thời sự, chuyện làm giàu của biết bao bà con nông dân Hậu Giang mình. Qua 15 năm, biết bao loại cây trồng vật nuôi cứ lận đận cùng sự lên xuống của thị trường. Vậy số phận con cá thác lát Cườm, loài thủy sản được xem là đặc sản của tỉnh Hậu Giang giờ ra sao? Chu Huỳnh Như sẽ giúp chúng ta có cái nhìn cụ thể hơn trong tiết mục Hậu Giang 15 năm thành tựu và phát triển ngày hôm nay. Xin mời chị. Thưa quý khán giả, đúng như anh Minh Thiện và chị Hồng Thức vừa nêu, thì cá thác lát Cườm là loài cá nước ngọt ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Loài cá này cũng chỉ là một trong số gần 200 loài cá đang sinh sống trong lòng sông rạch, kênh mương trên địa bàn tỉnh. Thế nhưng cá mà nuôi ở Hậu Giang thì không chỉ sản lượng cao mà chất lượng cũng không có nơi nào bì cho được. Một phân tích của khoa nông nghiệp trường học Cần Thơ cũng cho kết quả hàm lượng protein thô trong cá ở Hậu Giang là 17,8%, trong khi ở các tỉnh khác tại đồng bằng sông Cửu Long chỉ đạt là 15,95%. Chắc có lẽ là thiên thời, địa lợi, nhân hòa nên loài cá này đã trở thành một trong những đặc sản tạo nên thương hiệu của tỉnh. Nếu như năm 2004, toàn tỉnh chỉ có trên dưới chưa đầy 10 hecta tập trung chủ yếu ở Vị Thanh, Phụng Hiệp và huyện Long Mỹ, thì đến năm 2014 là 20 hecta. Đặc biệt vào năm 2017, diện tích đã tăng lên chóng mặt đến gần 50 hecta. Với sự tăng dọn về diện tích như vậy thì đầu ra của loài đặc sản này có được suôn sẻ và ổn định không chị Huỳnh Như? Dù là đặc sản thì cũng giống như là một số loại cây con giống khác, một khi mà cung đã vượt cầu thì đầu ra cũng gặp ít nhiều khó khăn. Thực tế đã có lúc cá thác lát giảm chỉ còn 20-30 ngàn đồng một ký, nông dân thua lỗ thời gian dài phải dẫn đến treo ao. Tuy nhiên bằng những chính sách phát triển đồng bộ, gây dựng lại vùng nuôi, gắn kết với doanh nghiệp, các cơ sở chế biến, hướng đến nuôi sạch, chế biến an toàn, giá trị thương hiệu con cá thác lát Cườm Hậu Giang đã không còn quẩn quanh tại nội địa. Là chủ một doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản, nhưng nhận thấy tiềm năng con cá thác lát Cườm, năm 2003 ông Tư Kháng về huyện Phụng Hiệp, quê ông, tìm đất, tìm phương án lập trang trại nuôi cá giống, đặc biệt cá thác lát Cườm, nhằm cung cấp cho nông dân nuôi và thu mua lại cá thương phẩm cho bà con với giá ổn định để tạo nguồn nguyên liệu cho nhà máy chế biến của công ty thủy sản và xuất nhập khẩu Côn Đảo. Bước đầu cũng trầy trật lắm, nhưng bằng sự nỗ lực tìm đến các viện trường để học kỹ thuật lai tạo, nhân giống. Vậy là sau 9 tháng, trại cá của công ty đã thành công từ giai đoạn nghiên cứu sinh sản đến nuôi thí điểm, thương phẩm và thậm chí là chuyển giao cho nông dân. Nó tạo điều kiện để cho bà con nông dân có cái để người ta sống. Một cụ thể như 1.000 mét vuông đất, nếu trồng lúa, một năm tối đa chỉ kiếm được khoảng 3 triệu thôi. Bây giờ nếu mà đào cái ao trên 1.000 mét vuông nuôi con cá thác lát thì một năm tôi ít lắm cũng kiếm được 30 triệu, thì nó gấp 10 lần. Thì đó bây giờ đa số trong bao nhiêu năm làm con cá thác lát này, bà con nông dân ở đây gần như nhờ con cá này mà cắt được nhà tường hết. Đúng như lời chia sẻ của ông Tư Kháng, kinh tế của bà con nông dân Hậu Giang đã cải thiện rất nhiều nhờ con cá thác lát Cườm. Tính sơ sơ, cá nuôi thương phẩm từ 6 cho đến 8 tháng là cỡ 800 gram cho đến 1 ký. Với giá bình quân khoảng 50 đến 60 ngàn đồng một ký, người nuôi lời khoảng 10 ngàn đồng. Đó là chưa kể, nông dân còn có thể nuôi ghép với một số loài cá khác, lợi nhuận cũng tăng lên phần nào. Hơn ai hết, chị Nguyễn Thị Kim Thùy thấy được hiệu quả kinh tế này, nên từ một hộ nuôi cá thác lát, chị đã táo bạo mở rộng sản xuất theo hình thức chuỗi từ nhân giống, nuôi rồi đến chế biến. Mới đây, sản phẩm chả cá thác lát rút xương tẩm gia vị của cơ sở cá thác lát Kỳ Như đã được cấp chứng nhận sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực như một lời khẳng định cho thương hiệu và chất lượng con cá thác lát Cườm Hậu Giang. Do cái thổ nhưỡng, cái nguồn nước, cái nó cho ra cái chất lượng cái con cá thác lát là cái sản phẩm của con cá, cái chất lượng là cái dai giòn, là một chứ cái thơ thịt của nó săn chắc và nó sẽ có cái màu hồng đặc trưng của con cá thác lát. Thành ra cũng có một cái quyết tâm là làm sao cho cái con cá thác lát của mình nó phát triển và giữ vững được cái đặc sản của tỉnh mình.
Còn nhớ, ngay từ những ngày đầu, ngành nông nghiệp tỉnh đã xác định cá thác lát là một trong 10 nông sản chủ lực tỉnh tập trung phát triển. Trầy trật một thời gian dài, cuối cùng đến ngày 12 tháng 8 năm 2014, cá thác lát Cườm Hậu Giang đã được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp nhãn hiệu chứng nhận bảo hộ độc quyền. Từ đây, thương hiệu và chất lượng của sản phẩm càng được khẳng định. Không riêng gì cơ sở Kỳ Như, đến nay toàn tỉnh có 12 cơ sở chế biến cá thác lát và 25 cơ sở sản xuất kinh doanh giống cá thác lát để giữ gìn và phát triển loài thủy sản đặc hữu đầy tiềm năng của tỉnh. Con cá thác lát, tức là nó bám, tức là gốc rễ của nó rất lâu đời với cái vùng đất của Hậu Giang. Tức là đến Hậu Giang thì cũng rất là mừng, có nghĩa là tìm con cá thác lát này. Và như vậy thì rõ ràng là vô hình chung từ cái nhãn hiệu của Hậu Giang trở thành cái thương hiệu cho Hậu Giang. Tôi tin tưởng rằng về cái tương lai, cái phát triển, cái con cá này sẽ giúp cho cái người dân của Hậu Giang, một nơi thủ phủ về cá đồng, là sẽ phát triển nó mạnh trên cái nguồn thủy sản. Qua 15 năm, dẫu có lúc gặp khó khăn, nhưng trên hết, bằng những giải pháp đồng bộ, xây dựng thương hiệu, gắn chặt với doanh nghiệp chế biến, đặc biệt là đón đầu thị trường để sản xuất theo hướng sạch, chất lượng, con cá thác lát Cườm Hậu Giang không còn là đặc sản quẩn quanh ở nội địa, mà đã và đang khẳng định được thương hiệu của mình tại thị trường cả trong nước và ngoài nước. Ngay từ những ngày đầu mới chia tách, ngành nông nghiệp Hậu Giang đã xác định cá thác lát Cườm là một trong 10 loại nông sản chủ lực. 15 năm trôi qua, con cá thác lát đã cùng với bà con nông dân ngụp lặng, để rồi bằng nhiều giải pháp. Giờ đây, thương hiệu cá thác lát Cườm Hậu Giang đã thực sự được khẳng định và tương lai sẽ còn tiếp tục mở ra không chỉ ở trong mà ra cả ngoài nước nữa.